Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay ở nhà mình là có hai trái bắp á, thiệt là ngon luôn nè. Trái nào trái nấy là nó to đùng luôn. Với lại sẵn ở nhà có nếp nữa, thì nước cốt á, thì mình mua lúc nào mình cũng để sẵn trong tủ lạnh hết các bạn. Thì ở ngoài trời á, thì đang mưa, cho nên nó là thường thường á, trời mưa thì hay đói bụng lắm các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là mình làm xôi bắp cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có là nửa ký nếp thì mình cũng đã ngâm sẵn rồi các bạn. Với mình cũng có là hai trái bắp này hồi nãy mình cũng có cân lên đó là 600g. Nước cốt dừa thì mình sử dụng là 150g nước cốt dừa, 100g đường và một ít muối. Thì trước tiên thì mình sẽ bào cái phần bắp ra trước nha các bạn. Thì mình cũng có chuẩn bị con dao với lại cái thao rồi. Bây giờ là bắp thì mình sẽ bào cho nó mỏng thôi các bạn, chứ mình cũng không có mà cắt hay là gì hết. Cắt thì nó sẽ dày lắm, cho nên nó mình dùng con dao bào như thế này thì cái hạt bắp của mình thì nó sẽ đều hơn. Thì mình sẽ bào hết hai cái trái bắp này luôn nha. Bắp thì mình cũng đã bào xong rồi các bạn. Nếp thì hồi nãy giờ là mình cũng đã vớt ra, mình để cho nó ráo. Và sau đó thì mình lấy cái phần nếp này mình sẽ cho vào trong cái bắp của mình luôn nha. Và sau đó thì mình sẽ trộn đều lên các bạn. Mình trộn bắp nè với lại nếp á, mình trộn cho nó đều lên. Và sau đó thì mình xuống nhà sau á, là mình sẽ xôi bắp luôn. Cái này là mình xôi nha, chứ mình không có nấu nha các bạn. Tại vì cái nếp á, là mình đã ngâm rồi, cho nên á, là mình xôi cái hạt nếp á, thì nó sẽ ngon hơn là mình nấu. Nè các bạn thấy nè, mình trộn đều cho nó như vậy là được rồi nè ha. Và bây giờ là mình sẽ tiến hành đi xuống dưới nhà sau là mình sẽ đi xôi bắp luôn. Bắp thì mình gọt á, mình cũng không bỏ cái cùi ha, thì mình sẽ đả vào trong nước như vậy nè các bạn, đặng mình xôi bắp á, đặng giúp cho nó có cái hương bắp á, cho nó thơm. Với lại mình cũng cho thêm lá dứa nè, với lại cái vỏ bắp á, thì mình cũng lấy lại cái phần vỏ non mình cũng rửa cho nó sạch sẽ rồi, mình sẽ thả vào trong cái nồi nước của mình luôn. Và sau đó thì mình sẽ để cái sỉnh lên như thế này. Và mình sẽ tiến hành là mình xôi luôn bắp luôn. Mình sẽ cho nếp á vào trong cái sỉnh hấp luôn ha. Rồi sau đó thì mình sẽ trải cái phần bắp nè, mình cho nó có một cái lỗ chính giữa như thế này, để giúp cho nó có cái hơi lên đó các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ đậy nắp lại, mình xôi khi nào á, mình xôi khoảng chừng 20 phút, mình coi cái độ nếp của mình như thế nào, rồi sau đó thì mình mới gửi cái nước cốt dừa vào nha các bạn. Thì mình sẽ cho cái phần đường á, vào trong cái chén nước cốt của mình, rồi mình sẽ quậy đường á, cho nó tan ra với muối nè các bạn. Là một hồi khi mà nếp mà được á, thì mình sẽ gửi nước cốt với đường vào trong cái nếp của mình nha. Và bây giờ mình cứ việc và mình quậy cái phần đường cho nó tan ra là được rồi. Thì xôi á, thì mình hấp á, là từ nãy giờ nè các bạn. Thì bây giờ mình thấy cái hạt nếp á, thì nó chưa có nở. Thì bây giờ mình sẽ trộn lên ha. Mình dùng hai cái đôi đũa nè, mình sẽ trộn nếp lên. Trộn lên cho nó đều như thế này, để giúp cho nó chín á, cho nó đều. Khi hạt nếp mà nó nở á, thì mình sẽ để nước cốt dừa vô các bạn. Chứ nếu mà mình để nước cốt dừa vô sớm quá thì cái hạt nếp của mình nó sẽ bị lợi, nó sẽ bị cứng, nó sẽ lâu chín lắm. Và bây giờ mình cứ trộn đều lên như thế này nha. Và bây giờ là mình sẽ trải tiếp, thì trải cho nó có một cái lỗ chính giữa như thế này, để giúp cho nó có cái hơi. Và bây giờ là mình sẽ đậy nắp lại luôn. Và mình hấp thêm chừng 5 phút nữa thôi là mình sẽ cho nước cốt dừa vô được cái đó các bạn. Thì mình thấy cái hạt nếp đó các bạn, bây giờ nó cũng đã nở rồi nè. Thì bây giờ là mình sẽ xới ra. Mình xới lên thêm một lần nữa nha. Và sau đó thì mình sẽ rưới nước cốt dừa vào. Nó rất là thơm các bạn. Mình để cái lá dứa với lại cái cùi bắp á, với vỏ bắp á bên dưới á, cho nên là nó rất là thơm. Mình cứ trộn đều lên đi. Các bạn thấy cái hạt nếp nè, nhìn nó rất là ngon. Và bây giờ là mình sẽ quẩy cái chén nước cốt lên một lần nữa. Và bây giờ mình sẽ cho cái nước cốt nè, mình rưới đều như thế này.
mình gửi khi nào cho đến hết cái phần chén nước cốt thôi. Mà mình gửi nhiều lần nha, chứ không phải là mình gửi một lần là hết một chén nha các bạn. Và bây giờ là mình gửi như đây, rồi mình sẽ chọn cái phần nếp nè lên một lần nữa, đặng cho nó thấm đều á các bạn. Các bạn thấy là khi mà mình cho nước cốt á với đường á vào trong nếp á thì cái hạt nếp của mình nó bóng lên, nó rất là ngon và nó thơm lắm luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ để qua cho nó thêm có cái lỗ như vậy để giúp cho nó ráo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại luôn. Thì cứ khoảng chừng 5 phút là mình rưới một lần nước cốt, 5 phút mình rưới một lần nước cốt, mình rưới khi nào cho đến hết cái chén nước cốt của mình thì thôi nha. Thôi bắp á thì mình hấp từ nãy giờ nè các bạn. Bây giờ hạt nếp nó rất là ngon rồi nè ha. Bây giờ là mình chỉ còn rưới một lần nước cốt nữa là xong cái chén nước cốt rồi đó các bạn. Nãy giờ là mình rưới cũng nhiều lần rồi đó. Bây giờ mình cứ việc là mình rưới tiếp, mình rưới hết cái chén nước cốt này luôn. Và sau đó thì mình sẽ trộn lên một lần nữa, rồi mình sẽ hấp cho nó ráo cái phần nếp lại nữa, rồi là mình sẽ tắt bếp là mình dùng được rồi đó các bạn. Hạt nếp này á là mình đừng có xới nhiều quá. Ví dụ mình rưới nước cốt một lần rồi mình xới một lần như vậy á thì cái hạt nếp của mình á nó sẽ ngon. Còn nếu mà mình đứng mình cứ xới cái hạt nếp hoài á thì cái hạt nếp của mình nó sẽ bị rã, nó sẽ không có được ngon nha. Bây giờ cái bắp, cái xoài bắp của mình á nó rất là thơm các bạn, tại vì mình để cái nước cái cùi bắp á với lại cái lá dứa, cho nên nó là nó rất là thơm, nó hắt lên nó rất là thơm ha. Rồi bây giờ là mình sẽ trải ra cho nó có một cái lỗ thoát hơi như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại luôn thì cho cái phần nếp của mình cho nó ráo thiệt là ráo, rồi sau đó thì mình sẽ múc ra mình dùng được rồi đó. Thì mình hấp xoay từ nãy giờ các bạn, bây giờ nó cũng đã ráo nè. Thì bây giờ là mình sẽ ăn thử coi cái hạt nếp của mình như thế nào nha. Thì mình cũng dùng cái đôi đũa, thì mình cũng lấy ở trên nè, mình sẽ ăn thử coi cái hạt nếp của mình nó dẻo hay là nó chín hay chưa. Cái hạt nếp rất là ngon các bạn, độ béo độ ngọt rất là vừa phải, nó rất là thơm với mùi bắp lắm luôn. Thì bây giờ là mình sẽ tắt bếp, mình chờ cho nó hơi nguội nguội chút xíu rồi mình sẽ múc ra dĩa rồi mình thưởng thức nha. Còn không nếu mà các bạn muốn ăn nóng luôn cũng vẫn được nữa các bạn. Các bạn thấy cái dĩa xôi bắp của mình nó có hấp dẫn hay không ha? Thì cái xôi bắp này á, là mình có thể là mình ăn không cũng được. Còn nếu mà các bạn mà thích ăn ngọt hơn thì mình có thể là mình để thêm một ít đường và đậu phộng á, mình rưới lên như vậy thì mình ăn nó cũng rất là ngon. Thì mình cũng có thể để thêm một ít á, dừa nạo lên trên mặt thì mình ăn cũng được nữa ha. Thì bây giờ là mình sẽ thưởng thức thử cái xôi bắp của mình như thế nào nha. Thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Thì mình sẽ trước tiên đó là mình sẽ ăn không coi cái độ ngọt độ béo của xôi như thế nào. Thì cái độ nếp á nó rất là dẻo lắm luôn nè. Thì độ nếp xôi nó còn đang hơi nóng đó các bạn, cho nên là mình ăn á thì mình để cho thổi cho nó nguội nguội nha, chứ để nhiều khi để nó nóng quá ăn nó hơi bị phỏng đó các bạn. Độ nếp và độ bắp ấy, nó rất là vừa phải, ăn nó rất là ngon. Là cái độ ngọt á nó cũng vừa nữa các bạn. Còn nếu mà các bạn thích ăn ngọt hơn thì mình sẽ cho một ít đường này với đậu phộng, thì mình sẽ rắc lên cái chỗ mà mình múc sâu á mình ăn. Mình ăn á mình để thêm đường với đậu phộng á thì mình ăn nó có cái độ ngọt hơn, ăn đậu phộng thì nó thơm, nó cũng rất là ngon nha. Thì các bạn cũng làm ăn thử đi, vào cái mùa mưa này nhiều khi á là mình dễ bị đói bụng lắm, thì mình cũng có làm ra được một xôi nè, hay là mình làm thêm một cái món gì nữa thì mình ăn giặt cho gia đình mình nó cũng rất là ngon nha. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây, thì mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.